mâu thuẫn trong quán bar, hai nhóm thanh niên kéo nhau ra đường ẩu đả. Do xích mích khi vào chơi tại quán bar GTV, phường Phú Hội, thành phố Huế. Hai nhóm thanh niên đã kéo nhau ra đường Lê Lợi, đoạn trước quán bar để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 2, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên, Huế đã triệu tập ba thanh niên cùng trú ở thành phố Huế để điều tra làm rõ vụ ẩu đã xảy ra trước quán bar nằm trên đường Lê Lợi, thành phố Huế. Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, do có xích mích khi vào chơi tại quán bar GTV, phường Phú Hội, thành phố Huế, hai nhóm thanh niên đã kéo nhau ra đường Lê Lợi, đoạn trước quán bar để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhiều thanh niên đã lao vào ẩu đả, gây mất an ninh trật tự địa bàn. Vụ ẩu đả khiến một số người bị thương, trong đó có một người bị thương khá nặng ở vùng đầu, được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.